không nhìn gì. Ấy, sóng này. Ghê quá. Anh em một quả là nghiêng mấy đồ. Ôi. Này. Trồi hết cả ra. Nghiêng dã man luôn. Giờ ra ngoài chắc cho thổi bay. Đeo thêm hai cái ấy nữa vào. Hai cần sắt nữa. Thuyền ra khơi, thuyền ra. Đấy, thực sự ra thuyền lớn. Như là. Đây là không nha. 1 độ, 2 độ. Trồm quá. Không sung sướng thì kẻ đi biển đâu. Vợ còn thấy cái nhà tháng 4-5 10 triệu hay 3-4 10 triệu. Ui đi vào xuống cái toàn 3-4 chục củ đây. Ui chục củ nha. Ôi dồi ôi. Xoài ơi. Đồ nó là léo chứ kìa. Chị lấy cốc này. Cốc này. Lại bung rồi. Bánh đậu ơi là bánh đậu. Rồi, cho các vị nhìn. Sùng sướng lắm ấy.
Nói thì một lái nó phải lắc kinh đúng không nhỉ? Đồ đạc rồi đang chân. Ông nào cấp 4 5 thì đúng. Đây là cấp 8 9 này. Mày. Dung mình.